làm máy cho Asilo 125 tại tiệm sửa xe khách, làm full máy với nồi luôn nha anh em nào chạy Asilo 125 bị chuột nồi hao xăng, máy yếu máy kêu, nồi kêu, cứ qua tiệm xe khách nè, tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 1. Đây là khách nó nhận làm đồ làm máy cho anh em, bao mạnh bền bóc với nhịp xăng, có nhận lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 nha anh em. Dành cho Asilo 125 thôi, bao đi tour đi phượt bền mạnh bóc. Nồi này tuột hư hết rồi nha, để đóng lại. Nồi Asilo này rất dễ bị tuột anh em ha, chạy rất là yếu. Xe này làm đồ nhiều lắm nha em. Anh em tới ngay ngã tư Thành Thái 3 tháng 2, kế bên hông có siêu thị ha. Chạy một cái hẻm 462 số nhà 15 nha nè. Mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ. Có nhận xe làm từ xa luôn nha em. Anh em gửi xe qua Khánh nhận làm rồi gửi lại cho anh em ha. Liên hệ Khánh 038 9910 535. Rồi, chào tất cả anh em.